Jeremy chương 4, lời khuyên bảo và cảnh cáo. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Israel, nếu ngươi trở về, nếu ngươi trở về với ta, nếu ngươi dẹp bỏ những việc ghê tởm khỏi mặt ta và không dao động nữa, nếu ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề cách trung thực, ngay thẳng và công chính, thì các nước sẽ được Ngài ban phước và được vinh hiển trong Ngài. Đức Giê-hô-va phán với người Giu-đa và dân thành Jerusalem thế này: Hãy vỡ đất hoang, đừng gieo trồng trong gai gốc. Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem, hãy cắt bì chính mình vì Đức Giê-hô-va, cắt bỏ dương bì khỏi lòng dạ các ngươi. Nếu không, cơn giận ta sẽ phừng lên như lửa, thiêu đốt các ngươi không ai dập tắt được, vì việc ác các ngươi đã làm. Hãy loan báo trong Giu-đa và công bố trong Jerusalem rằng: Hãy thổi kèn khắp đất, hãy kêu lớn tiếng rằng: Nào chúng ta hãy tập hợp lại và trốn vào các thành kiên cố. Hãy giương cờ hướng về Si-ôn, hãy trốn đi, đừng dừng lại, vì ta sẽ đem đến một tai họa từ phương Bắc, một sự tàn phá khủng khiếp. Sư tử đã ra từ rừng rậm, kẻ hủy diệt các nước đã lên đường, đã rời khỏi chỗ nó, để làm cho đất nước ngươi hoang tàn, các thành của ngươi hoang phế, không còn một bóng người. Vì thế hãy quấn vải xô vào người, khóc lóc kêu vang, vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, vua chúa và giới lãnh đạo đều mất tinh thần, các thầy tế lễ kinh hoàng, các nhà tiên tri sửng sốt. Tôi liền thưa: Ôi lạy Chúa Giê-hô-va, thật Ngài đã gạt dân này và Jerusalem rồi. Ngài hứa các ngươi sẽ được bình an, thế mà gươm đang kề cổ. Bây giờ sẽ có lời nói với dân này và Jerusalem rằng: Một ngọn gió nóng từ các đồi trọc trong hoang mạc sẽ thổi trên con gái dân ta, không phải để rê hay sảy lúa, nhưng là một cơn gió rất mạnh, thổi đến theo lệnh ta cho các việc đó. Bây giờ chính ta sẽ tuyên phạt chúng. Này, nó sẽ kéo đến như đám mây, chiến xa nó như cơn lốc, ngựa chiến của nó nhanh hơn đại bàng. Khốn cho chúng tôi vì chúng tôi bị diệt mất. Hỡi Jerusalem, hãy tẩy sạch gian ác trong lòng ngươi để ngươi được cứu. Ngươi còn dung túng những ý tưởng xấu xa trong lòng cho đến bao giờ? Vì có tiếng loan báo từ đất Đan và công bố tai ương từ núi Ép-ra-im. Hãy truyền cho các nước, hãy báo cho Jerusalem rằng: Những kẻ vây hãm từ phương xa đến, chúng hò hét chống lại các thành Giu-đa. Chúng bao vây Jerusalem như người giữ ruộng, vì thành ấy đã phản loạn với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy: Đường lối và việc làm của các ngươi đã gây ra cho ngươi mọi điều ấy. Đó là kết cục bất hạnh của ngươi, thật cay đắng tận tâm can. Ôi nỗi đau của tôi, nỗi quặn thắt trong lòng. Tâm hồn tôi bối rối, tôi không thể nín lặng. Linh hồn ơi, ta đã nghe tiếng kèn và tiếng hò xung trận. Tai ương dồn dập tai ương, khắp xứ hoang tàn. Lều trại tôi thình lình bị phá hủy, màn trướng tả tơi trong phút chốc. Tôi còn phải nhìn thấy cờ và nghe tiếng kèn của quân thù cho đến bao giờ? Dân ta thật dại dột, chúng chẳng nhận biết ta. Đó là những đứa con khờ dại, thiếu hiểu biết, khéo làm điều ác, nhưng không biết làm điều thiện. Tôi nhìn trái đất kìa, không có hình dạng và trống không. Tôi xem các tầng trời thì không có ánh sáng. Tôi nhìn lên các núi, chúng đều rúng động, mọi đồi cao đều lung lay. Tôi nhìn quanh không một bóng người, tất cả chim trời đều trốn biệt tâm. Tôi thấy kìa, đất màu mỡ đã trở thành hoang mạc. Tất cả các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, trước cơn thịnh nộ của Ngài. Đức Giê-hô-va phán:
khắp đất sẽ hoang vu, nhưng ta không tiêu diệt đến cùng. Vì thế mặt đất sẽ sầu thảm, bầu trời sẽ tăm tối. Vì ta đã phán, đã định thì không đổi ý, chẳng rút lời. Khi nghe tiếng của kỵ binh và lính bắn cung, mọi thành đều chạy trốn. Kẻ chui vào bụi cây, người trèo lên các hẻm đá, mọi thành đều bị bỏ hoang, không một ai cư ngụ. Còn ngươi, hỡi kẻ bị diệt vong, ngươi sẽ làm gì? Dù ngươi có mặc áo màu tím, đeo trang sức bằng vàng, lấy mực vẽ mắt mình cho to, trang điểm cho đẹp cũng chẳng ích lợi gì. Các tình nhân ngươi cũng khinh ngươi, tìm cách sát hại ngươi. Vì tôi nghe tiếng kêu la như tiếng đàn bà chuyển dạ, tiếng rên rỉ như tiếng sản phụ sinh con son. Đó là tiếng của con gái Si-ôn thở hổn hển và giang tay than khóc. Khốn khổ cho tôi ngất liệm trước mặt bọn giết người. Jeremy chương 5. Tội lỗi của Jerusalem. Hãy đi rảo khắp các đường phố Jerusalem, quan sát và ghi nhận. Hãy tìm kiếm nơi các quảng trường. Nếu ngươi tìm được một người làm điều công chính, tìm sự chân thật, thì ta sẽ tha thứ cho cả thành. Dù chúng nói thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, chúng cũng đã thề dối. Lạy Đức Giê-hô-va, mắt Ngài không đoán xem sự chân thật sao? Ngài đánh chúng nhưng chúng chẳng thấy đau buồn. Ngài tiêu diệt chúng nhưng chúng không chịu sửa dậy. Chúng làm cho mặt mình cứng hơn đá, không chịu trở về. Còn tôi nói, đây chỉ là những kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì chúng không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến gặp những người có thế lực và nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, phán quyết của Đức Chúa Trời mình. Nhưng chính họ sẽ cùng nhau bẻ ách bứt dây. Vì vậy sư tử trong rừng sẽ giết họ, chó sói từ hoang mạc sát hại họ, beo sẽ rình rập bên ngoài thành của họ. Ai ra khỏi thành sẽ bị cắn xé, vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội bạc của họ vô kể. Làm sao ta có thể tha thứ ngươi được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, nhân danh các thần không phải là thần mà thề thốt. Ta đã nuôi chúng no nê mà chúng vẫn phạm tội tà dâm, tụ họp trong nhà gái mại dâm. Chúng như những con ngựa nuôi béo động cỡn, mỗi người bám theo vợ người lân cận mà hú hí. Ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội đó sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy leo vào các luống nho và tàn phá đi, nhưng đừng phá sạch. Hãy cắt bỏ các nhánh nó, vì chúng không thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì cả nhà Israel và Giu-đa đều đã đối xử vô cùng bội bạc với ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng đã chối bỏ Đức Giê-hô-va và nói, Ngài chẳng làm gì đâu. Không có hoạn nạn nào giáng trên chúng ta, cũng chẳng có gươm đao đói kém nào cả. Các nhà tiên tri chỉ như cơn gió thoảng, lời Chúa không ở trong họ. Điều gì họ nói sẽ xảy đến cho họ thôi. Vì vậy, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán, vì các ngươi đã nói những lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta như lửa trong miệng ngươi. Dân này sẽ như củi và lửa ấy sẽ thiêu nuốt chúng. Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta sẽ đem một dân tộc từ phương xa đến chống lại ngươi. Đó là một dân tộc kiên cường, một dân tộc kỳ cựu, một dân tộc mà ngôn ngữ nó ngươi chẳng biết, chẳng hiểu chúng nói gì. Bao đựng tên của chúng như mồ mả mở toang. Tất cả bọn chúng đều là những chiến binh hung bạo. Chúng sẽ ăn sạch mùa màng và lương thực ngươi, ăn con trai con gái ngươi, ăn sạch đàn chiên đàn bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi, dùng gươm hủy phá các thành kiên cố của ngươi mà ngươi hằng tin cậy.
Đức Giê-hô-va phán, dù vậy trong những ngày đó, ta sẽ không tận diệt các ngươi đâu. Khi dân chúng thắc mắc tại sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta lại giáng mọi điều này trên chúng ta, thì ngươi hãy nói với họ rằng, các ngươi đã lìa bỏ ta và phục vụ các thần ngoại ngay trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ phục vụ các dân ngoại trong xứ không thuộc về các ngươi thể ấy. Hãy loan báo tin này cho nhà Gia-cốp, công bố nó trong Giu-đa. Hãy lắng nghe hỡi dân dại dột kém cỏi, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi không kính sợ ta, không run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm ranh giới biển, một giới hạn vĩnh viễn không thể vượt qua. Sóng có động cũng không thắng được, biển có gầm thét cũng không tràn qua nổi. Nhưng lòng dân này bướng bỉnh và phản loạn, chúng tẻ tách và đi riêng. Chúng chẳng bao giờ nói với lòng mình, chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng đã ban mưa đúng thì, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và giữ cho chúng ta các tuần lễ nhất định cho mùa gặt. Sự gian ác các ngươi đã ngăn trở những điều này, tội lỗi các ngươi khiến các ngươi không được hưởng phước lành. Vì giữa dân ta có những kẻ ác, chúng rình rập như người bẫy chim, gài bẫy bắt người. Nhà chúng đầy ắp dối trá như lòng đầy chim, vì thế mà chúng trở nên giàu có và quyền quý. Chúng to lớn đẩy đà, tội ác chúng không bờ bến. Chúng không xét xử công minh để kẻ mồ côi được lợi, cũng chẳng binh vực quyền lợi của người nghèo khó. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ không trừng phạt chúng về những tội ấy sao? Một dân tộc như thế mà ta không báo thù sao? Trong đất này đã xảy ra một việc rùng rợn và kinh tởm. Các nhà tiên tri nói tiên tri dối, và các thầy tế lễ cai trị theo chỉ đạo của các nhà tiên tri ấy. Vậy mà dân ta lại ưa thích. Nhưng đến hồi kết cục, các ngươi sẽ làm gì? Jeremy chương 6. Jerusalem sẽ bị bao vây. Hỡi con cái Benjamin, hãy trốn khỏi Jerusalem để được an toàn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, dương cờ hiệu trên Bết-hát Kê-rem, vì tai ương và sự tàn phá khủng khiếp từ phương Bắc đang ập đến. Ta sẽ tiêu diệt con gái Si-ôn xinh đẹp yêu kiều. Những người chăn sẽ kéo đến đó cùng với bầy chiên mình, cấm lều dựng trại bao quanh thành. Mạnh ai nấy thả bầy ăn cỏ trên phần đất của mình. Hãy chuẩn bị chiến trận chống lại thành. Nào chúng ta sẽ tấn công lúc đứng trưa. Nhưng khốn thay cho chúng ta, ngày đã xế, bóng chiều đã ngã dài. Nào chúng ta hãy tấn công vào ban đêm, hủy diệt các lâu đài của nó. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hãy đốn cây và đắp lũy để vây hãm Jerusalem. Đây là thành phải bị trừng phạt, vì giữa nó đầy dẫy sự ức hiếp. Như giếng giữ cho nước mát thể nào, thì thành này cũng giữ gian ác mình thể ấy. Khắp thành chỉ nghe bạo hành và hủy phá, trước mặt ta chỉ thấy bệnh hoạn và thương tích. Hỡi Jerusalem, hãy nghe lời răn bảo, nếu không ta sẽ chán bỏ ngươi, làm cho ngươi hoang tàn, đất ngươi không người ở. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, chúng sẽ mót sạch dân còn sót lại của Israel như người ta mót nho. Hãy đưa tay ra hái một lần nữa, như người hái nho mót trái sót trên cành. Tôi sẽ nói với ai và cảnh cáo người nào để họ nghe tôi. Này, tai họ chưa cắt bì nên không thể nghe được. Này, họ coi thường lời của Đức Giê-hô-va, chẳng thích thú chút nào. Vì thế lòng tôi chứa đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va. Tôi không thể nín lặng. Hãy trút cơn giận đó trên trẻ con ngoài đường phố, trên đám thanh niên đang tụ tập cả vợ lẫn chồng,
cụ già và người lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà cửa, ruộng vườn cùng vợ con chúng sẽ sang qua tay kẻ khác. Vì ta sẽ giơ tay ra chống lại dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, tất cả đều tham lợi bất chính. Từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ đều sống giả dối. Chúng chữa vết thương dân ta cách sơ sài, rồi bảo bình an, mà không bình an chi hết. Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã. Đến ngày ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem. Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy. Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng đáp, chúng tôi không muốn đi con đường ấy. Ta đã lập người canh giữ các ngươi. Hãy chú ý nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nói, chúng tôi không chú ý đâu. Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe. Hỡi cả hội chúng, hãy biết việc gì sẽ xảy đến cho chúng. Hỡi đất, hãy nghe. Ta sẽ đem tai họa đến trên dân này, tức là hậu quả từ các âm mưu của chúng, vì chúng chẳng chú ý đến lời ta và từ chối luật pháp ta. Ta cần gì nhũ hương đến từ Sê-ba hay hương xương bồ đến từ các vùng xa xôi? Tế lễ thiêu của các ngươi không đẹp lòng ta, các sinh tế của các ngươi cũng chẳng làm ta vui thích. Vì thế Đức Giê-hô-va phán, này, ta sẽ đặt chướng ngại vật trước dân này, làm cho chúng vấp ngã. Cả cha mẹ và con cái, láng giềng và bạn hữu đều chết mất. Đức Giê-hô-va phán, này, một dân tộc đến từ phương Bắc, một cường quốc nổi lên từ tận cùng trái đất. Chúng nắm chặt cung và giáo, hung hăng dữ tợn, không có lòng thương xót. Tiếng chúng thét lên như biển gào. Chúng cưỡi ngựa, muôn người như một, sẵn sàng tấn công ngươi, hỡi con gái Si-ôn. Nghe tin ấy, tay chân chúng tôi bủng rủng, nỗi kinh khiếp siết chặt chúng tôi, khiến chúng tôi quặn thắt như sản phụ chuyển dạ. Chớ ra ngoài đồng ruộng, đừng đi lại trên đường, vì kẻ thù mang gươm gieo kinh hoàng khắp chốn. Hỡi con gái dân ta, hãy quấn vải xô vào người và lăn trong tro bụi. Hãy khóc than như mất con trai một, hãy than khóc thật đắng cay, vì kẻ tiêu diệt sẽ thình lình xông tới chúng ta. Ta đã lập con làm người thử nghiệm và đồn lũy giữa dân ta, để con nhận biết và thử nghiệm đường lối chúng. Tất cả bọn chúng đều ngang nghịch đi phao vu khắp nơi, trơ như đồng, cứng như sắt, chúng chỉ biết phá hoại. Ống bể thổi mạnh, chì tan chảy trong lửa, nhưng luyện đi luyện lại cũng vô ích, vì bọn gian ác chưa bị loại bỏ. Chúng phải bị gọi là bạc phế thải, vì Đức Giê-hô-va đã loại trừ chúng.